Nửa tí thôi mà. Xin chào, mình sẽ truyền sang một người rất đặc biệt trong 24 giờ tới. Và người đó là Jess. Đây là cô ấy. Vui chơi tí nào. Coi chừng kìa Mary. Oops. Em xin lỗi. Ivy, tránh đường nào Jess. Wow, nhìn mặt tớ đi, Ivy. Nghịch ngợm chút thôi. Jess, tớ muốn bút bi. Cậu đang ngủ hả? Được rồi, người đẹp ngủ. Cả lớp chuẩn bị làm bài kiểm tra. Ai làm đây? Ivy lấy bài của em đi. Jess, đến em đấy. Ơn rồi, mình có phao đây rồi. Jess ơi, cậu mất gì hả? Ivy, bài kiểm tra khó nhỉ? Thật sao? Xin chào, Jess đang có một ngày căng thẳng, hãy giúp cô ấy thư giãn nào. Jess, chắc cậu đấy. Công thức đặc biệt của tớ. Yum, tớ rất mê dâu tây. Không, đây là cho Jess. Đây là tỏi à? Làm mỏng lưỡi mình. Jess, xem nè. Cậu bị sao vậy? Dừng lại ngay. Ew. Không vui đâu Ivy. Ngồi xuống dùng bữa trưa nào. Tớ có thứ rất hay cho cậu xem đây. Ôi trời ơi, tớ cảm thấy này. Thật à? Thử đi thì biết. Ivy. Giờ cậu cảm thấy chưa? Chuẩn thôi. Khi bạn của mình là đồ dở hơi. Sao thế này? Chờ mà xem. Các bạn phải xem phản ứng này. Thôi đừng tức, xem phim đi. Ok, laptop của tớ. Nhìn nè, chỉ đùa đi thôi. Sợ quá đi mất. Cậu dọa được tớ rồi. Ăn bắp rang không? Có, tớ đang đói đây. Bắp rang với bất ngờ. Đây. Cảm ơn.
Hôm nay thế là đủ rồi đấy. Chưa đâu. Nhưng mình có thời gian để chuẩn bị chơi khăm. Chiếu sáng ngày hôm nay cho cậu ấy. Này Jess, dậy đi, người yêu cậu đang gọi. Chào buổi sáng anh yêu. Vâng. Anh. Ôi không, mình sẽ trễ hẹn mất. Không nghi ngờ gì. Càng nhiều máu càng tốt. Ivy, cậu đã làm gì hả? Nhìn cậu tuyệt lắm Jess. Hôm nay lẽ ra tôi có hẹn, mà giờ phải hủy hết rồi. Đừng lo, anh ấy sẽ thích phong cách của cậu thôi. Cái này của cậu à? Chính xác. Hả? Gì? Tôi ghét cậu. Mình sẽ dạy cho Ivy một bài học với thử thách 24 giờ. Này Jess, ta chỉ muốn cậu biết là ta xin lỗi thôi. Này Jess, ta có burger nè. Cậu muốn ăn chung không? Nhìn nè, khoai tây chiên, món cậu thích. Với sốt. Nghe thấy không? Tao bảo xin lỗi rồi mà. Thôi kệ. Điện thoại dở hơi. Sao cũng được. Ok Jess, tớ sẽ khiến cậu nói chuyện với tớ. Cậu đã làm gì thế hả? Thế này đẹp hơn hẳn. Cậu phá hỏng tóc tớ rồi. Đừng lo. Đùa tí thôi mà. Ơn trời. Xin lỗi, tớ chỉ muốn cậu nói chuyện với tớ. Được rồi, tớ tha thứ cho cậu. Đừng lo, đó chỉ là trò khăm làm gãy mì ống thôi. Cho cậu một bài học nhớ đời nhé. Tớ thích lắm. Cùng đi treo người khác đi. Đi cùng nhau nha. Bạn đã bao giờ chơi khăm bạn của mình chưa? Nếu rồi thì hãy ấn like và đăng ký kênh của tụi mình nha.